đây là chúng tôi. Du lịch khắp thế giới, khám phá những điều mới lạ, tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, luôn trẻ trung và vui sống hết mình, tạo ra những kỷ lục mới, chọn con đường cho riêng mình và chiến thắng, tiến về phía trước, giúp đỡ những người xung quanh và để lại dấu ấn trong lịch sử. Chúng tôi, những thế hệ Wellness, chúng tôi đã tròn 24 tuổi. Thời gian qua, chúng tôi đã tạo ra triết lý riêng, doanh nghiệp và lối sống của riêng mình, giúp hàng nghìn người có cuộc sống tốt hơn. Chúng tôi được biết đến ở hơn 60 quốc gia. Chúng tôi đã xây dựng cơ sở sản xuất đẳng cấp thế giới, tạo ra các dòng sản phẩm tự nhiên, độc đáo cho lối sống năng động và khỏe đẹp. Khởi động hơn 170 dự án sinh thái. Chúng tôi đoàn kết với nhau bằng sức mạnh thực sự của Siberia. Yêu thích lối sống năng động và sắc đẹp, tràn đầy năng lượng và khao khát trở thành người giỏi nhất. Các thế hệ Wellness đang bước vào những năm kinh doanh thứ 25. Những dự án, những việc làm thiện nguyện, những chiến thắng và khám phá mới đang chờ đợi chúng tôi. Chúng tôi, những thế hệ Wellness, cùng bắt đầu một năm kinh doanh thật đặc biệt.